Hello, xin chào tất cả mọi người. Đã quay lại với kênh bonsai tự nhiên của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Hôm nay tiếp tục mình sẽ giao lưu với các bạn một cây hải châu thành phẩm nha các bạn. Cây tăm cao các bạn ơi. Đây, một cây hai thân này. Khá là đẹp luôn các bạn. Đợt rồi nó ra trái, giờ mới bỏ nó bung tiếp cho đọt non này. Đợt năm nay ra trái tiếp này các bạn. Cây tăm cao nha các bạn. Thoát thân lên tới 70 các bạn. Số 70 đấy. Đấy, mình quay tổng thể cho các bạn coi. Tàn là ấm rồi các bạn. Nhánh chi là rất là lâu rồi các bạn ơi. Cây khá là đẹp luôn. Lá toàn đọt già hết này. Năm nay là trái nó ra từ những mấy cái đọt già này các bạn. Bắt đầu nó bung bông trái nha. Khá là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn nào giao lưu thì liên hệ với mình nha. Hôm nay mình quay mình giao lưu một coi thôi ha. Để tí mình đo mấy cái thông số cho các bạn coi. Mình quay kỹ những cái tay cành này. Còn như mà mình ra dòi hết rồi các bạn. Chỉ trở lại một ít dòi thôi. Cái này nó gần cũng gần hoàn thiện các bạn ơi. Chỉ trở lại một ít dòi thôi các bạn. Mình gần như là mình ra hết dòi rồi. Chứ không còn lại dòi nhiều đâu. Cây hải châu tăm cao các bạn, tàn rất là ấm rồi, tới mùa trái thì thôi khỏi chơi luôn các bạn ơi. Hai thân này khá là đẹp luôn đây, đó, các bạn vàng tàn nó trái rất là đẹp luôn các bạn. Để mình đo thông số cho các bạn coi nha. Chân này, chân đừng đớ này. Cây nằm chậu rất là lâu năm rồi các bạn, chứ không phải cây mới nha. Các bạn thấy bộ rễ nó đung lên không? Đó ra khá là đẹp các bạn ơi. Bạn nào nào liên giao lưu thì liên hệ với số điện thoại mình trên màn hình nha, 0399300019 quạt. Các bạn nào có thiện chí thì một cuộc gọi cũng không có là bao đâu các bạn ơi, không thì liên hệ số Zalo của mình ha. Bằng tay cầm thôi, to gần bằng ngón cái tay hết mình hết rồi này, vàng tàn là nó ấm mất rồi các bạn, chín mà ấm mất rồi. Cái này cứ rớ có trái chơi thôi chứ làm gì nữa đâu các bạn, cứ bấm đọt nó bung đọt non để mà nó ra bông ra trái là mình chơi thôi các bạn. Hải châu vậy nó cũng rất là lâu lớn nha các bạn, nó đi tuột nhiều chứ mà nó to tay cành này nó hơi bị lâu nha các bạn ơi, chứ không phải là mình nó cũng dạng như sam trái vậy các bạn, nó đi chuột thôi chứ tay cành nó lên rất là lâu. Thế mình đo thông số cho các bạn nha các bạn. Đây hình hình thân này 34 nha các bạn, hình thân dưới gốc 34 ha. Từ miền chậu lên này, bên đó từ miền chậu lên này 1 mét các bạn ơi. Nên quay kỹ cho các bạn coi, 1 mét nha các bạn. Tàn cũng 1 mét luôn các bạn ơi, tàn rất là đẹp các bạn, tàn nó trái mà nó đi dàn tay nó ấm tàn rồi. Cái này giờ chỉ có bấm đọt mà chơi thôi ha. Cây khá là duyên luôn các bạn. Rồi các bạn là giao lưu và liên hệ với mình ngay nha. Gọi mình để mà ép giá nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giao lưu và chơi tốt các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nha.